Bây giờ làm xong rồi chuẩn bị đi về nè cả nhà ơi. Đang đợi ông chủ chở ra chở về. Hồi nãy ông chủ tính tiền lộn mọi người 180.000 của 12 người tăng ca, 1 tiếng 15.000. Mà ông đưa 150.000 sao mình nói ông. Ông giận luôn. Hồi sáng đi ông chủ ông rước mà giờ chiều không chở ra chỗ bến xe của ông môi giới mà chở đi mọi người. Ông chủ đất ông chịu chở đi, ông bắt tự đi bộ ra chỗ đó đi. Hồi sáng đi tới thì rước, tới lúc chiều về không đưa về. Ở đây mấy cái nhà kính họ trồng cây gì nhóc luôn. À, hồi xưa họ trồng cà tím. Họ trồng cà tím nè cả nhà. Nó cà tím trắng. Cây nó cao lên tới đó luôn. Trời này mà vô trong cái nhà kính nó hái à, cà nóng lắm. Còn đây là hành tây nè. Ở đây thì hành tây tỏi lúa. Ông chỉ đi đường hao sừ đi bà. Ơi mệt đi. Tại mọi người biết sao mà ông chủ không trở về không? Hồi nãy tăng ca ông trả 10.000. Mà bây giờ mấy chỗ khác người ta trả 20.000 một tiếng không à. Tại cắt này đau tay lắm. Mà nói ổng không bây giờ cho 15.000 đi chứ 10.000 ít quá. Rồi ổng cho 15.000 mà ổng ghét. Ông cho tự đi bộ về đi. Không ai rảnh đâu chứ về. Bây giờ mà đặng ổng ở không mà không trở về đó. Ở vùng này họ trồng trồng, bây giờ họ đang chuẩn bị vô mùa lúa nè. Ơi. Lúc này đang chuẩn bị tới bắp nè cả nhà. Đây là cây táo tàu nè. Ở quê có nhiều cây đầy đủ. Đây có công ty, ở vùng quê có công ty luôn. Ôi đứng đây ngắm cảnh núi đẹp quá. Bên đây thì cái kho xưởng của người ta đựng tỏi. Đây là cái xưởng chứa tỏi của người ta nè. Rồi xe ngay bữa nay đi xe đó đó các bạn, xe màu vàng. Rồi bây giờ lên xe về thôi. Tạm biệt các bạn nha và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.